Hai, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game AutoChess Mobi nha. Ok. Chà. Dạ thú à. À, Goblin à, không đúng, Goblin sai. Mua Goblin cái đã. Thôi bán Goblin đi. À, bán Goblin đi. Mua Tutka vô. Tại vì con Tutka có thể đi hai bộ luôn các bạn. À, có thể đi hai bộ, một là dạ thú, hai là warrior, nó hợp lý. Còn mua con Goblin đó thì nó chỉ đi được Goblin thôi. Ờ, đi được Goblin thôi cho nên là cũng không căng lắm. Nhưng mà lừa lắm, nhìn thấy Goblin ra bài là mình biết lừa rồi. À, mình nhìn thấy Goblin ra bài là biết lừa. Hôm nay mình chơi cái sân rừng trúc. Mình nói với bạn rồi, bây giờ mình xài cho nó hết, cho nó sạch mấy cái mấy cái sân mà nó kiểu nó có thời hạn ở trong kho của mình. Mình xài cho hết cái sân rừng trúc này, không biết từ cái thời nào, thời Pharaon nào tới giờ. Hai con dơi chắc vẻ đẹp. Đấy, hai con dơi nếu mà lên được 2 sao thì tốt. Rồi lên được 2 sao đi Galaxy cũng đẹp đúng không? Rồi cái sân rừng trúc này cái thời nào chứ, cái thời này chứ không có rồi đó. Thấy không? Mà nó cái sân xấu thiệt sự luôn á. Cái rừng trúc xung quanh thì đẹp nhưng mà cái đổ bóng ở chỗ này nhìn nó tối quá. À, tại kiểu như mà cái này là rừng trúc mà nó làm thể loại mà ban đêm nữa bạn. À, cái ban đêm mà theo kiểu là ánh trăng cho nên là một bên sáng một bên góc tối này nhìn nó hơi bị ma mị chút xíu. À, chắc là cái này là bữa Halloween chứ. Không, Halloween là cái lửa cút. Trời ơi, ba con đờ so ở đây thì làm cái chó gì đây? Ở ba con đờ so làm gì giờ bạn? Thôi bỏ, lấy con heo cà nai là hợp lý nhất. Ừ, ba con đờ so điên à. Không được. Mua về làm gì giờ? Không có làm được gì các bạn. Không được, mình không có chịu mà chịu chơi vậy rồi, mình phải có cái cách khác. À, dạo này thì đánh giá meta bây giờ thì nó cũng không có thay đổi nhiều. À, không có thay đổi quá nhiều. À, bây giờ thì tóm lại là chỉ có theo như mình mà thấy được á, theo như mình thấy được thì bây giờ Knight là một trong những bộ mạnh ổn định. À, Knight Dragon hoặc là Dragon xuyên, Dragon xấu xuyên cũng hợp lý, cũng là một bộ rất mạnh. Goblin Knight rất mạnh, hợp lý luôn. À, Goblin Max cũng quá mạnh luôn. Không nói tới, xong rồi Warrior cũng là một bộ mạnh. Hunter cũng là có thể chơi được. Đó, đó là những cái bộ mà mình thấy được trong meta này, cái tỷ lệ thắng nó cao. À, cái tỷ lệ thắng nó cao. Còn chơi nhiều bộ khác thì cũng lúc thắng lúc thua, nhưng mà cái nào mà tỷ lệ thắng nó cao là sao? Giống như tỷ lệ thắng nó cao là tầm vậy nè, bạn chơi 10 trận. À, 10 trận đó thì bạn trong đó có chơi bộ đó đi, 8 trận là thắng, là gọi là tỷ thắng nó cao. Ừ, chứ còn mà từ 5-6 thì 5-6 gọi là trung bình, bài nào xanh thì win thôi. Thì đương nhiên rồi. À, đương nhiên rồi, hoặc là giả thú cũng là một trong những cái bộ cũng mạnh. À, cũng mạnh giai đoạn này, đúng rồi. Giả thú cũng khá là ổn. Tại vì giả thú không bị nép. À, không bị nép. Cho nên là vẫn còn rất mạnh. Cho nên giả thú Demon cũng là một trong những cái bộ mà anh em cũng có thể chọn để win cũng được. À, tầm 7 trận, tầm 7 điểm. Cho nên á, mình nghĩ là bây giờ là một thời kỳ loạn thế. Nếu mà anh em chơi ngoài meta thì khó thắng lắm. À, chơi vô meta là sao? Anh hai người chơi bài nằm trong meta hết, bộ đó lúc nào nó cũng thắng được hết. À, khả năng thắng nó cao đó. Thì phải dựa vào nhân phẩm với lại trang bị. Cái trang bị bây giờ thì nó không giống như trước nữa. Nó không có quyết định quá nhiều tới cái việc là nhân phẩm nữa. Tại vì bây giờ từ hiệp 30 trở đi là cho đồ hiếm rất là nhiều, cho nên em có thể ép đồ cuối đó, chuyện rất là bình thường. À, chuyện rất bình thường. Đặc biệt là cái nhân phẩm là sao, cái vấn đề mà di chúc đồ bây giờ á, nó không còn như lúc trước nữa. À, cái đồ hiếm nó rất ít khi di chúc lại. À, còn hồi trước là sao, thằng nào chết là có thể di chúc lại giống như mấy cái đồ hiếm luôn. Bây giờ thì thường thường là máy nó nuốt lại hết, là nó cho mấy cái đồ thường thôi, cho mấy cái đồ thường thôi, cho nên cái đồ hiếm nó bị nuốt lại mất hết rồi. Cho nên là cái mấy cái trang bị di chúc nó không còn đáng kể trong cái việc nè, trong cái game này nữa. Cho nên God Kid luôn nha. À, có God Kid luôn cũng là được. Tại bây giờ mình chắc là đi về là đi Warrior là đẹp rồi đó, nhưng mà tại vì bây giờ Warrior giai đoạn này thì nó lại vướng một cái vấn đề là sao, nó chưa lên được 2 sao. À, 2 sao là vấn đề quan trọng nha, nhưng mà nó chưa lên được. Mà chưa lên được thì mình chờ thôi. Ờ, thua một hiệp, hai hiệp thì giai đoạn đầu là nhầm nhò gì. Không nhầm nhò gì với mình á.
mình chờ tới cuối, thằng nào mà sống cuối cùng thì thằng đó mới gọi là win, chứ còn mà thắng cái mấy cái trận hiệp đầu này thì chả nhầm nhò gì hết. Bây giờ tóm lại vậy nè, Gnai, Xuyên, Dragon, Goblin, giả thú, có thể là những cái Hunter, đúng rồi, có thể là những cái bộ rất mạnh anh em. Còn Galaxian mặc dù cái bản này là mới chỉnh sửa lại nhưng mà thật ra cái sức mạnh nó không có thay đổi quá nhiều. Giống như cái trận trước mình làm cái hiệp 52 đó, chơi tới hiệp 52 luôn đi 6 Galaxian. Thật ra biết sao, nếu mà giờ mình đi xong cái trận đó thì mình nhận ra được, nếu mà bạn muốn chọn đi Galaxian thì bạn nên dừng lại ở 4 con, chứ 6 con thật sự là nó không tối ưu lắm. Rồi nó không tối ưu lắm, tại vì nó mình cảm giác giống như là có 90% tốc đánh nhưng mà bạn không có tăng thì cũng vậy à, cũng toang thôi. Còn có nhiều bạn kêu mình làm 6 Warlock, 6 Galaxian đi. 6 Warlock mà 6 Galaxian thì nó nằm ở cái tầm là level 11 hả? Đúng không ta? Tại có một con Doctor là nó có Warlock thôi. À, với lại một con Doctor là bộ Warlock mà nó có Galaxian thôi. Như vậy thì làm sao được nhỉ? không được. Chừng nào hai con luôn kìa mới được, chứ còn mà một con thì phải lên level 11. À, chắc chắn rồi. Như vậy thì nếu mà level 11 mà bạn đi Warlock với lại Galaxian đi, rồi bạn lấy gì bạn up level 11 đây? Level 11 bây giờ là 12 điểm nha. 12 điểm nha, là tới 6 tới 12 sách lận. Không phải. 24 điểm. 24 điểm là 12 sách á. 12 sách thì bạn, nếu mà bạn đi 3 human á thì bạn phải thắng tới 12 trận liên tiếp. Bạn 12 trận bạn cầm đó xong rồi bạn mới có đủ sách. Như vậy thì nó quá trễ. Không lẽ bây giờ phải đi 6 human thắng, xong rồi đó chuyển về đi Warlock với lại Galaxian thì nó trễ. Cái bộ đó khá là kiểu như là khá là khó luôn á. Khá là khó. Cái khả năng mà thành hiện thực có vẻ như thấp. Thấp chứ. Làm sao mà có thể chơi tới cái mức mà 6 human giai đoạn đầu rồi bạn chọn 6 human bạn để bạn thắng được. Và bạn thắng là bạn phải thắng tới 3 hiệp liên tiếp nha. Đó, thì xong rồi bạn đó bỏ human đi, xong bạn bắt đầu thay về Warlock. Thì có vẻ như là một cái bộ nó về chơi về cuối, một cái bộ chơi về cuối mà giai đoạn đầu bạn thua thôi là bạn toang rồi. Không phải dễ đâu bạn, cái bộ đó rất là khó. Mặc dù có khả năng đi được đó nhưng mà nói chung là căng lắm. Giai đoạn đầu là bạn phải có human theo kiểu mà dạng human xịn, Agali Gnai 2 sao là thuyền trưởng nè, chó nè, xong rồi Lemon Visa nè, già nè, đồ so nè, các thứ để làm gì, để làm 5 human, 6 human. Mà 6 human thì bạn biết đâu phải dễ kiếm, toàn là 4 tiền không, 4 tiền, 3 tiền không á. Đã dồn tiền cho cái đó rồi bạn làm sao bạn kiếm được loại hình khác được nữa. Nếu mà đã đi human rồi mình đi thì nếu mà lên vào thượng đẳng thì mình đi phép, hoặc là đi Dragon, Goblin cũng được. Chứ còn mà nếu mà chuyển qua đi bộ kia thì có vẻ như hơi bệnh hoạn. Thì nói chung nếu mà mình làm được thì mình sẽ làm, trừ khi mà bài mình xanh thôi, bài mình thấy ra human sớm á thì mình còn có thể chơi được. Chứ còn mà bạn yêu cầu làm bộ đó thì có vẻ hơi khó. Giống như bây giờ á, mùa đầu mùa nè mà không leo răng được á, thì cũng hơi khó đấy chứ. Cuối mùa thì khó chơi lắm chứ bộ đâu phải dễ chơi đâu bạn. Cuối mùa là anh em nào cũng hạt hết rồi. Bây giờ mới update xong nè, mình chọn những cái bộ meta để mình leo răng đi cho nó thích hợp. Về cuối game, về cuối trợ, cuối mùa nó đỡ phải. Mùa này là nó ngắn hơn mấy mùa trước nữa. Cho nên bây giờ một là vừa mình vừa cài mình vừa cài Battle Pass với lại mình luyện lên cái điểm xếp hạng luôn. Thì cũng phù hợp. Nếu mà vậy thì anh em cứ chơi theo bài theo meta đi cho nó dễ. Chơi bài theo meta đi cho nó dễ. Meta mình trận nào mình cũng nói, mình làm những cái bộ trong meta để làm gì? Để cho những anh em nào chưa nhận định được meta làm theo. Giống như bữa hổm mình làm Hunter đi, có nhiều bạn vô kêu bây giờ trong rank toàn Hunter không. Mà thật sự Hunter đang mạnh. Đang mạnh, nếu anh em chỉ cần kết hợp 6 Galaxian thôi là anh em đã quá mạnh rồi. Anh em đã quá mạnh rồi. Cho nên là bài nó rất là dễ thắng. Nếu mà không thắng thì cũng phải nằm top 2, top 3. Mà top 2, top 3 anh em nằm phè, khỏi mất công thắng cũng có điểm. Nằm phè khỏi mất công thắng cũng có điểm, mất gì mà phải thắng đúng không? Mình leo răng theo kiểu mà gọi là chì mà. Mình không cần thắng, mình nằm vô top là được à. Vô top là mình có điểm rồi. Berserker kìa, được. Đương nhiên là lấy con Ace ra rồi. Không, nếu mà lấy Ace ra không ngon, lấy con Aquaman ra.
tại vì Aquaman bây giờ chưa có kích bộ, chưa kích bộ, chỉ kích bộ 6 quơ thôi. Tại lấy Aquaman ra để a xe để kích 100 máu, 100 máu thì nó không nhiều đâu, 100 máu nó không ảnh hưởng nhiều đâu, nhưng mà kệ, có còn hơn không bạn. Có còn hơn không, méo mó có hơn không, cho nên là kệ đó. Đó, lấy 100 máu cũng được, có hai giả thú rồi, đó, bộ vậy ổn à. Ấy bây giờ mình đi cái tèn tèn mình 96 máu đâu có yếu đâu anh em. 96 máu đâu có yếu đâu, có tiền hơi thọt chút xíu thôi. Có tiền hơi thọt chút xíu thôi, 23 tiền đối với mình giai đoạn này là thọt. Nếu mà mình mà gọi là dạng xanh á, là hiệp buôn 11 này là mình phải cầm trên 30 tiền thì mình mới gọi là xanh. Chứ còn mà không phải là xanh nữa, gọi là vừa đủ. Hiệp 11 là phải trên 30 tiền. Trên 30 tiền gọi là vừa đủ. Chứ còn bây giờ vậy là thọt nè. Vậy là thọt rồi, nhưng mà mình ăn được cái chuỗi thằng này. Cái chuỗi thằng này là chuỗi mấy thì mình chưa biết, nãy không có để ý, chuỗi 6 hay nhiêu đó. Chuỗi 6. Thấy không, bây giờ hiệp 12 cầm ba mấy tiền, vẫn thọt nhưng mà nó đỡ hơn nãy. Ăn được cái chuỗi mà bạn em. Lẻm được cái chuỗi trời, kem để không ăn làm gì đúng không. Rồi thôi, bài vậy thì chịu rồi. Thằng kia có 5 trận thắng nữa. 5 trận thắng nữa đúng không? Gặp tao đi. Không, mà bây giờ bài mình cũng không mạnh đâu bạn. Bài này cũng không phải là kiểu như bạn muốn ăn ai là bạn ăn đâu. Bài này cũng theo cái dạng là bình thường thôi. Bình thường thôi, cho nên là bây giờ gặp mấy thằng có chuỗi đó là bạn phải cẩn thận. Tại vì bài nó có xanh nó mới có chuỗi. Bài nó có xanh nó mới có chuỗi, chứ đâu phải khi không mà nó có chuỗi thắng đâu, đúng không? Cho nên là nếu mà muốn ăn mấy thằng đó đó, muốn ăn mấy thằng đó là đội hình bạn phải chất hơn nữa. Bây giờ mình có cặp này, cho lên 2 sao luôn đi. Cho lên 2 sao luôn đi là đẹp. Đấy, mình tích càng nhiều tiền càng tốt. 47 tiền, rất đẹp. Rất đẹp, hiệp 13, trước hiệp 15 là mình có 50 tiền là tuyệt vời. Tuyệt vời, sau hiệp 15 là mình bắt đầu là mình chọn bài, xong rồi mình có thể up cấp được rồi. Up 7, up 8, up 8 là xoay, trời ơi, bài Worm up 8 xoay là ổn định nhất luôn. Tại sao up 8 xoay có ra mấy con 4 tiền, thuyền trưởng, Doom rồi này kia đó, trời ơi, ngon lành, Berserker chẳng hạn. Hợp lý luôn, hợp lý, sau cái mình thấy đủ 9 con á, mình canh canh tầm 22, 23 đâu á. 24 à, nếu mà gọi là trễ hơn 24, 25 đồ, cái up 9, tầm 28 cái có level 9 là xong. Warrior nó dễ chơi vậy luôn, nhiều bạn vô cái nói War yếu, đúng. Hồi trước War sợ đắt lắm nha, nhưng mà bây giờ War nó không có ngại đắt nữa. Mặc dù gặp đắt nó vẫn phế, gặp đắt nó vẫn sợ đó, nhưng mà không phải như hồi trước đâu. Là gặp đắt là chết đâu, bây giờ bạn có thể dồn đồ cho hai con là Galaxier á. Giống như là con Sarac Ranger. Sarac Ranger với lại con Berserker để gánh cho bạn lúc mà bạn gặp đắt thì cũng gọi là hay. Con 5 tiền đó nha, con 5 tiền Sarac Ranger là một cái con mà chỉ cần lên 2 sao thôi bạn win rồi. Nó chỉ cần lên 2 sao là bạn win rồi. Chó 2 nè, rất đẹp. Mình nói rồi, cái con Sarac Ranger nó chỉ cần lên 2 sao dồn đồ luôn. Nếu mà mình bơ 3 mình cũng dồn đồ cho Sarac 2 luôn. Thật sự luôn. Con nó rất mạnh nha, nếu mà càng yếu máu nó càng đánh càng mạnh. Càng yếu máu nó càng đánh càng mạnh, mà bạn biết rồi, đắt á, là rút máu theo phần trăm. Mà con đó bạn cho nó hai cái mặt nạ đỏ coi, nó hút máu lại cho bạn xem. Là máu nó thấp nha, là nó đánh càng đau, là nó hút lại càng nhiều. Máu đánh càng đau, hút lại càng nhiều, đó. Gần như là huề luôn, gần như là huề luôn. Thật sự con đó là một con gánh. Một con gánh, nếu mà bạn lên được 2 sao. Còn có nhiều ông mà nói cái con đó mà yếu á nha. Nói con đó mà yếu thì chưa trải sự đời. Chưa trải sự đời. Chỉ cần lên con 2 sao đó thôi đó, đi 9 World 2 sao, chấp bạn luôn. Bạn bất đi bất cứ đội hình nào cũng vậy thôi à. Xong rồi. Xong rồi. Bạn đi phép đúng không? Kẹp Siren vào, hai phép. Thêm một quyền trưởng mãn xà, đố bạn giết được nó. Đố bạn giết được nó, không thể giết được. Tại vì nó càng yếu máu nó càng khỏe. Nó càng yếu máu nó càng khỏe. Cho nên gặp thằng đó 2 sao là bạn thấy cũng hơi căng căng rồi đấy. Thiệt sự, mình nói rồi, mình là mình trải qua hết rồi. Mình bị hành nhiều rồi. Mình bị con đó nó hành rất là nhiều luôn. Nó chỉ cần lên 2 sao thôi, bạn muốn thắng khó lắm luôn. Khó lắm luôn. Knai hả? Knai nếu mà giờ gặp con đó 2 sao có nước mà khóc thét. Cầm trường thương rồng, hai cái mặt nạ đỏ. Nếu mà được thì thêm cây búa xét nữa. Còn không là gậy gai. Nó đánh cho né không, nó đánh cho thở không nổi luôn á. Knai bây giờ mạnh lắm nha. Knai bây giờ là có thêm hồi máu từ cái siêu nữa nha.
mà con đó 3 sao thôi, con đó 2 sao thôi. Xong rồi cầm trường thương rồng, một hai cái mặt nạ đỏ đi khỏi cần mặt nạ vàng, mà có mặt nạ vàng càng tốt à, búa xét. Xong rồi gậy gai, gậy gai còn không lên gậy như ý luôn, khỏi cần kiếm rít đó, là nó quỷ diệt. À, nói là quỷ diệt thì nghe nó còn chưa đủ cái gọi là sức mạnh nữa. Bạn thấy xấu con cờ nai nha, xấu con cờ nai có rồng luôn, à, rồng xịn nha, có đồ luôn, xấu con quýnh mình nó mà quýnh không thấm máu, rồi thấy không? Rồi nó đánh, nó hút lại mà chịu không nổi luôn. Cái đó mình phải coi nhớ cái clip nào á mà quên rồi. Mình cầm con đó 2 sao, thay bên kia 6 Gnai giết có Dark Spirit mà, cho nên là chết hết luôn. Bên kia Gnai nó có Dark Spirit cho nên là mấy cái con Warrior của mình là đi hết luôn. Đi hết luôn, xong rồi còn một mình nó gánh hết luôn mà. Rồi lúc đó bạn mới thấy cái sức mạnh của con quỷ đó, 5 tiền nó khác bọt đó mà. 5 tiền có cái gì đó rất là khác bọt, bạn không có thể so sánh được với sức mạnh của nó được. À, tùy tình huống nó gánh bạn rất là ok luôn. Con đó là Sarah Glanger, là nó nằm trong cái bộ carry mà, chứ nó không phải là cái bộ mà Warrior bình thường, nằm trong bộ carry mà. Xong rồi con Canon Rennie cũng vậy. Canon Rennie cũng vậy, là một trong những con carry mà tăng cơ nữa. Có nhiều ông nói con Canon Rennie yếu, chưa trải sự đời, một chiếu mới chưa từng trải. Chứ Canon Rennie mà yếu thì không có con nào mà mạnh hết. Khi mà bạn đưa đồ cho nó, đưa đồ cho nó đủ tăng rồi đó, nó bắn cho bạn coi, bạn đánh nó không có vô, đánh nó không có vô máu, cực kỳ mạnh luôn. Mà bắn thêm cái, còn thêm cái hiệu ứng của trường thương rồng nữa, là bắn 3 con nha. Mà cái in tiêu của nó nha, một con 3 sao 3 tiền nha, dính một cái in tiêu đó chỉ có chết thôi. Có đồ á nha, ý là mình nói là có đồ á nha, dính một con 3 sao 3 tiền, dính một in tiêu, một in tiêu là chết luôn, không có nói nhiều, không có thở được miếng nào luôn, bắn bùm 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 bùm, thấy máu rút là rút hết luôn, mà nó vẫn còn bắn tiếp được á. Canon Rennie 2 sao á nha, 3 tiền 2 sao, con gì cũng thế, con cây 3 tiền ha nha, mà nó bắn một in tiêu là đi đó, bạn nghĩ thôi là cái đam nó bao nhiêu đam. Còn nếu mà bạn cho trường thương rồng, sao bạn cho kiếm rít, đặc biệt là cái kiếm rít nha. Từng viên đạn nó có tỷ lệ rít khác nhau nữa, cho nên là cái một viên rít thôi là mấy viên là xong rồi. Một viên rít 2000 đam thì bạn nghĩ đi, cái con 3 tiền của bạn sống cỡ nào, giỏi lắm bao nhiêu máu đây. Giỏi lắm là bao nhiêu máu, chết hẳn luôn rồi, chết hẳn luôn, kinh khủng lắm nha. Thật sự luôn là một trong những con 5 tiền mà bạn không thể nào so sánh cái lượng sức mạnh của nó theo kiểu là so xét theo kiểu mà mấy con tướng thường được. Tại vì 5 tiền nó khác bọt á, 5 tiền khác bọt. Trời ơi, thua luôn, cái con này nó trâu thiệt luôn á, nó có cái siêu các bạn. Nó có cái siêu mà mình mới 6 quơ rồi, phải như mình 9 quơ mình ăn được đội này rồi. Up 8 thôi, ngại gì vết bẩn. Ngại gì vết bẩn bạn, bây giờ up 8 trước đi, cái là tầm tầm hiệp 19 là bắt đầu xoay là đẹp. Hiệp 19 xoay mấy cái, hiệp 21, 22 xoay, 23, 24 xoay đi. 25 rồi bắt đầu up cấp là 28 là có level 9, 29 29 30 31 xoay. Trời ơi, xoay theo công thức hết à, xoay theo công thức hết à, cho nên là cỡ nào mà bài không ra được bạn. Cỡ nào mà bài không ra được, có công thức hết ráo rồi. Mình chỉ cứ làm y như vậy, bài nó ra đã ra world rồi đúng không? Là bạn xác định bạn đi world rồi thì bạn phải biết lúc nào bạn up cấp, lúc nào bạn cần xoay. Chứ không có kiểu mà xoay láo được, tại xoay láo mà xoay lúng là nguy hiểm nha. Xoay láo lúng nó có ra bài thì ok, không sao hết. Nó ra bài thì lúc đó thì bạn cha ta, tại vì nó ra bài mà, bạn muốn chơi sao kệ bạn, nhân phẩm bạn cao ok. Còn nhân phẩm mà thấy thấp thấp thiếp thôi, mình thấy nhắm có vẻ như mình sợ xoay nó không ra. Xoay nó không ra thì sao giờ? Thì chúng ta phải chơi theo công thức chứ, đúng không? Là đừng có, là đừng có ham, đừng có lúng, đừng có ham lúng, không có về bờ được đâu, nguy hiểm. Đó, mua siren luôn. Đó, thấy chưa? Thì 19 xoay, 20, 21 xoay, 22, 23 xoay luôn cũng được. 24 bắt đầu up 9 là đẹp. 24 up 9 là trễ đó, thì thường thường là 24, 25 là ta có level 9 rồi luôn. Có nhiều thằng vậy luôn. Tại đi 9 quơ mà, nó 9 quơ nó lên level 9, mục tiêu của nó, tối thượng của nó làm gì? Lên level 9 càng sớm càng tốt. Tối thượng của 9 quơ là nó vậy mà. Lên level 9 càng sớm càng tốt, cho nên bây giờ là thường thường người ta up 9 rất là sớm. Nhưng mà mình tại sao?
mình nếu không muốn lên chính sớm, tại vì nó, nếu mà lên chính sớm thì nó khỏe đó, nhưng mà khi sau rồi bạn hết tiền hoặc là bạn xoay bài nó không ra đó, thì nói chung nó về cuối nó cũng yếu. Bây giờ mình tầm tầm này đi, mình up chính trễ hơn một chút, người ta trễ hơn người ta một chút thôi. Một chút là kiểu của mình là sao, là một hoặc hai hiệp thôi, chứ không phải là một chút là theo kiểu là 4-5 hiệp nha, không. Một chút là 1 tới 2 hiệp thôi. À, vừa vừa thôi. Đây nè, Doom luôn nè, thấy chưa? Bạn thấy chưa? Bán luôn, mua Doom về, thấy thế con chó luôn. Chó 1 ở trong đó là đẹp. Đương nhiên, 8 World rồi nè, 9 World, đúng chưa? Còn Stone Bridge là 9, hợp lý. À, bây giờ mình 20 này thì chấp nhận 4 lãi vậy. Lỡ rồi bạn, tiền mua nhiều quá. Rớt đồ gì đấy, rớt đồ gì đấy, Berserker này, Berserker 2. Nhìn thấy biết rồi, hiệp 20 ra hai con biết chắc rồi. Nếu mà có ra cái trứng cũng đẹp. À, nếu có ra cái trứng cũng đẹp, không cho lên bơ 2 luôn. Xoay nè, ôi ôi xoay này 5-3 tiền, hơi lúng rồi. Không sao, hiệp 21 này bỏ, hiệp 22 xoay vẫn ra, không bình thường. Bình thường, easy, không có gì hết. Lấy gậy gỗ cũng đẹp, lấy gậy gỗ cho con Berserker hợp lý thôi. Mẹ lấy luôn cái mặt nạ đỏ luôn, ép luôn cho nó hai cái mặt nạ đỏ luôn. Thấy không? Chơi là phải tới bạn, à, chơi là phải tới, mặc dù bơ 1 thôi nhưng mà mình chuẩn bị cho bơ 2 có đồ. Bơ 2 có đồ nó khác nha. À, bơ 2 không đồ nó khác rồi, bơ 2 có đồ nó khác bọt dữ lắm. Cho nên mình chuẩn bị cho bơ 2 có đồ. Từ cái lúc mà bơ lên bơ 2 mình lên level 9 luôn á là bắt đầu là thấy ngon hơn liền. À, trừ rồi bạn chờ nó, bạn ghép đồ nó hơi lâu, cho nên mình không có tập trung những con khác để mình biết con nào cần có đồ, con nào cần phải gánh. À, cho nên nhiều bạn á up đồ cho bắt đầu chưa chọn được bài, à, chưa chọn được thấy Doom lên 2 trước. À, Doom lên 2 trước cho Doom cũng được, cho đồ Doom cũng được, nhưng mình không có nói. Nhưng mà cho những cái trang bị thừa thôi. Bạn phải biết là về cuối con nào gánh bạn. À, con nào gánh, chứ bạn cho đồ Doom bạn dồn hết cho nó luôn, chọn hết luôn nha, là chọn hết ráo luôn, cho Doom hết luôn. Con bơ không có một cái nào lên chút xíu bơ 2 gánh đâu có được. Bơ không đồ gánh gì, Doom gánh, Doom về cuối chỉ tận dụng được cái anh tiêu thôi, nói thẳng như vậy luôn. Nói thẳng như vậy luôn, Doom về cuối chỉ tận dụng được cái anh tiêu thôi, chứ còn cái đấm tay của nó thật sự là yếu lắm. Bây giờ mạnh không, bây giờ mạnh thì có, nhưng mà về cuối rất yếu. Cho nên là Doom không gánh người bạn về cuối game được đâu. Cho nên bắt buộc bạn phải có biết con nào gánh để bạn chọn đồ. Nhiều ông á kêu là mà sao mình đánh không chọn đồ. Từ từ, con co chết tao chưa lên, tao không thích ghép đồ luôn không. Con co chết mà bạn phải biết cái con nào là con co chết trong đội hình của bạn. Ờ, đó, con nào con co chết trong đội hình của bạn. Đâu phải lúc nào bạn muốn ghép là bạn ghép đâu. Thuyền trưởng nè. Bán con Workman đi cũng được thôi, 100 máu kệ mẹ đi, để vô 4 tiền nó ngon hơn nhiều. Co chết trong đội hình của bạn, bây giờ bạn nghĩ đi, bây giờ bạn có đi Knight đi, thí dụ đi Knight đi, Knight cho bạn cho đồ con nào. Knight các bạn cho đồ con heo Knight, heavy Knight đồ tăng, xong bạn không có chọn đồ đam được cho mấy con hàng sau rồi bạn sao bạn thắng này. Bạn rồng bạn không có đồ thua rồi. À, rồng mà bạn không có đồ thấy thua rồi. Không? Còn nếu mà hổ ba thì cũng phải có đồ. À, mà trang bị nó phải xịn nữa, mà nhiều nữa kìa. Bạn phải biết dồn đồ cho con nào chứ. Vừa vô thấy đi xấu quơ cái là chọn đồ cho mấy con đằng trước liền, thôi chết mẹ rồi. Rồi về cuối lấy đồ đam ở đâu ra? À, không có được. Con nào tăng là cho đồ tăng, con nào đam là cho đồ đam, không có lộn xộn. À, không có lộn xộn. Đây rồi, xoay hết, không có ra bơ thì tính không ra bơ thiệt, lấy up luôn. Nếu mà ra bơ thì mình để dành trứng mình up Doom cũng được, thấy không? Ok, đương nhiên bơ 2 nó khác bọt chứ. Nè, bây giờ 24-25 này, hiệp sau up 9 là được. Hiệp sau up 9 là đẹp. Có kịch bản hết, hiệp sau up 9 là đẹp. Bây giờ cũng có thằng lên level 9 rồi kìa, thằng Hàn Quốc level 9 mà nó còn tới 63 tiền luôn nha. Rất xanh. À, rất xanh. Gặp ngay thằng ông cố Hàn Quốc này luôn, 9 con, 9 world luôn mà. À, 9 world thì nó mạnh rồi, 9 world thì mạnh hơn 8 world là cái chắc rồi bạn. Và nó có phản đam mà chịu thua thôi.
mình nó ấp trải hơn này. Thằng này bài nó mà thằng này bài nó không không có Berserker hả, nó có Doom 2 này xong rồi, thằng này không thở nổi. Vậy cuối lấy gì gánh, lấy nghĩ Doom mà gánh được hả? Quên đi, không có. Thằng này lên 9 world mà chút xíu chết giờ này cho bạn coi. Trời ơi, giờ bây giờ nó mới nuôi Doom, nuôi à chà chà, có cái trứng luôn hả, dữ dằn nha. Mẹ mua cái này thì hết tiền, mẹ luôn úp cấp gì nữa, úp cấp một cái luôn. Trứng này úp Doom hả? Trứng này úp Doom, để từ từ nha bạn. Để từ từ, bình tĩnh. Chưa, Doom không có gánh được, cho nên có úp 2 đi nữa cũng thế thôi. Bây giờ mục tiêu tối thượng là 9 world cái đã. Còn cái trứng này để im đó, chút xíu úp gì úp. Cũng thế úp 5 tiền cũng được vậy, úp 5 tiền cũng được. Sao Rack Lancer chẳng hạn, hoặc là chú quỷ cũng gọi là ra gì. Bờ đánh tốt ghê. Thạch trùy hay đấy. Đưa cho bờ chứ đưa cho ai bây giờ. Lên được cái búa xét cũng gọi là ổn định. Còn cái này là cái gậy xét nè. Hai cái trang bị đó là gậy xét. Gậy xét là cho ai? Cho Siren. Up 10. Bạn phải biết con nào bạn cần cho cái gì chứ. Làm sao cho lung tung được. Lung tung là bạn thua làm sao đúng không? Cái đó để dành. Mặc dù bạn thấy bơ bạn chưa đủ đồ đi, nhưng mà cũng bạn cũng phải để dành cho những cái con đó nó cần thiết. Rồi, chờ xíu nào. Bây giờ mình thua thằng Hàn Quốc là tại vì nó có 9 world, mình chưa có phản đam cho nên là mình thua. Thằng không cố được cũng có 9 world luôn à, đúng không? Một thằng nó up level 10 rồi hả? Thiệt luôn. Dữ dằn vậy ta, có thằng up được level 10 còn 33 tiền luôn, hiệp 26 cũng gọi là xanh, thấy không? Tụi nó up 10 luôn mà, cũng ghê, 9 world là mình thua rồi. Không, 9 world thì mình thua, chịu. Hồ thằng này nó có sao Rack Lancer hay sao, một sao luôn nè, ghê chưa? Thì giờ gặp 9 world là thua là đúng rồi bạn, không có cãi được. Bây giờ này up 9 luôn, tại mình còn 40 máu, đang có chuỗi thua nữa, chà. Chắc up luôn. Up 9 luôn, gặp thằng nào không biết thắng nổi không, cài up luôn. 39 tiền, phải thắng một hiệp này lên 40 tiền là đẹp. Ok. Rồi, đáng lẽ là hiệp 28 mới có level 9, nhưng mà thôi mình gỡ lỡ up lúng luôn. Up lúng hiệp này 27 có level 9 là đẹp. Ok, tại lúng luôn mà bạn lỡ rồi. lỡ rồi, nó hơi ngặt nghèo, nó gặp ngay thằng Hunter mạnh thật sự. Trời, Hunter mà sao có gấu ba gì nhỉ? Thằng này đi gì vậy? Giả thú hả? Không, giả thú gì, có nó ép con gấu ba chơi vậy thôi à. Ép gấu ba chơi vậy thôi chứ không có được, không có gì bạn. Thua 4 máu. Don't take the bait. Canon Renny lấy làm gì? Hết chỗ rồi, chút nữa để Siren vô win. Bài vậy mà up 10 cũng được. Hoặc là xoay mấy hiệp không ta? Tại vì 29, 30, 31 á là nó có những cái hiệp mà bạn cũng cần nên xoay á. Nhưng mà bây giờ mình đang trễ hơn người ta up 10 hết rồi. Bây giờ mình có Siren 2 nữa. Nếu mà lên 10 á, mình đưa đồ cho Siren 2 á thì nó sẽ rất là bá đạo. Bây giờ mình phải quyết định. Nè, 9 world nè, thằng này không có Berserker đúng không? Này không có bơ xe cơ. Tao đố mày thắng được tao. Rất rõ ràng. Rất rõ ràng, hai thằng đều 9 quân. Hồi nãy nó ăn mình tại nó có 9 quân. Chứ nó không có bơ xe cơ, nó thắng được mình cái chó. Nó dậy luôn cho nó vuông. Đỡ mít lòng. Bây giờ mình up lên, mình để Siren vào luôn, mình win rồi. Có thằng The Light, thằng đó đi Hunter. Thằng Hunter đó mạnh. Hunter mà tại sao nó có gấu ta? Hay là nó đi Hunter mà không đi xuyên? Đi Hunter mà không đi xuyên bạn thua rồi. Giai đoạn này bạn đi Hunter mà không có đi xuyên bạn thua rồi. Mình chỉ cần Warrior mình tăng hơn chút xíu là mình win rồi. The Light, Hunter đúng rồi. Hunter nữa. Đúng rồi, đi Hunter mà đi gấu nè. Này level 8 hả? Thiệt luôn. Xuất sắc con mẹ luôn. Nè, đó, 9 world nó khác bọt liền mà.
À, chính quên nó khát bọt liền, hồi nãy thua, ôi giờ cũng thua luôn. Cũng không khác mấy nha. À, cũng không khác mấy, ok. Ok. Thằng Hàn Quốc chết rồi, thằng Hàn Quốc không có Berserker 2 là đi rồi. Bây giờ đồ nó đâu còn chọn nữa đâu, hết chọn đồ được rồi. Được, ép cái này luôn. Đi với Hunter có cái này là tốt. Lấy cái kiếm gãy bỏ qua cho bơ. À, chút nữa ép cái kiếm rít cũng được. Úp cấp thôi. À, hiệp 30. Rồi, top 10 ở trên rồi kìa. Top 10 ở trên thằng đầu bảng. Thằng đầu bảng có 5 trận thắng mà nó có, nó không chỉ úp 9 ta. Nếu mà nó úp 9 thì ngon, đáng lẽ này đi xuyên mới ngon hơn, như vậy thì hơi yếu rồi. Nè, hiệp 30 rớt đầu gì đây? Trương Thương Rồng. À, Riêu Long Quyết, đúng rồi. Trương Thương Rồng em ơi. Một cái Trương Thương Rồng thôi cũng được nữa. Đưa cho bơ luôn, đúng rồi. Trương Thương Rồng. Trời đất ơi, cái gì nữa vậy? Sao vậy nhờ? Ép gậy gai vậy. Ờ, ép gậy gai, ok. Cái này không lấy được rồi. Chút nữa ép tên... ép gãy xét xong cho lên kia gãy xét level 2 luôn, cho con Siren luôn. Chứ bài đó lấy làm gì? Lấy cái... đi với đội hình này thì lấy cái tẩu kháng ma pháp làm gì? Ừ, thôi. Có lấy bao tay rồng cũng được, nhưng mà bây giờ có bao tay rồng không đủ ép. Không đủ ghép, thôi tệ. Chút xíu nữa tính. Nè, gặp thằng ông cố này, 10 rồi nè. Ở level 10 rồi. Ui! Sao Red Ranger 2 sao? Khủng khiếp thiệt. Thôi chết cha rồi. Toàn con mẹ nữa rồi. Sao Red Ranger 2 sao bạn đánh nó bằng cái gì giờ? Thua. Mạng này nó hên dữ vậy trời, nhân phẩm cao vãi đái luôn á. Sao Red có đồ nữa chứ. Chết cha. Căng nhờ. Không, nó có sao Red 2 là nó ghê lắm rồi đó bạn. Rồi lấy cái gậy sét luôn, gậy sét 2 luôn. Hết kịp rồi, 10 máu. Mẹ phá vỡ quy lực vẻ đái, mình tưởng chính quơ mình ngon, ai giờ gặp ông cố đó đi chính quơ mà xịn luôn chứ. Ờ chính quơ có xa rạc 2 nó khủng khiếp. Xoay thôi. Trời, chó, lấy chó nè. Đó, xa rạc được. Rồi đi Galaxy. Cái xưa gì giờ này nó mua chết nè. Đấy, siêu lên hú đẹp ghê. Siêu lên hú hóa đá hết mà lấy tiền thôi. Chết luôn, tiễn 10 máu đi nè. Thạch chùy, trời ơi. Mới ghép cái gậy gai xong. Phải như không có được ghép gậy gai là ép được cái thạch chùy rồi. À, quên cái búa xét rồi. Ok, Dark Spirit. À, còn Dark Spirit này cũng nên lấy này, tại vì thằng Quơ kia nó có Sarac Lancer rồi. Từ từ nha. Để mình coi coi. Ôi chết rồi, quên thôi cãi đi, chút hiệp sau bỏ. Hiệp sau bỏ con sao rạc vào. À, lấy con Ace ra. Nên thằng này giờ nó bơ bột nè, các bạn thấy thua nè. Nè bạn thấy thua nè. Level 10 nè. Không có cửa luôn, giết luôn ván này luôn, chết luôn ván này luôn mới nhục nè. Tao ta nói rồi, cho đồ cho đuông không giỏi đâu. Chắc chắn chết. Bạn đi Warrior, bạn phải biết con nào là co chết chứ. Không? Bán con bơ đi luôn, mua con đắt vô. Bạn đi Warrior, bạn phải biết con nào là co chết chứ. Con Doom là co chết à? Sai. Con Doom giai đoạn đầu Doom 2 khỏe. Biết, nhưng mà con Doom 2 không phải gánh. Không phải cái con để gánh. Đầu của chó. Ba thằng đi War ở đây, một thằng Hunter. Thằng Hunter nó giết hết hả? Khó. Thằng Hunter giờ làm sao qua mình được mà giết bạn. Thằng Hunter bây giờ không qua mình được. Ơi, chắc chắn luôn. Bây giờ bán A-xe đi, mua con chó vô. À, bán con A-xe đi, mua con chó vô. Chó cho bà. Không biết chó bà, chó mẹ, không biết nữa. Thằng này sao đây? Thằng này sao đẹp 2. Sao đẹp 2, siêu đen hú, rất đẹp. Mẹ nó siêu đen hú sau mình mới nhục. Giết bơ, giết siêu đen luôn. Đúng rồi, giết hết, đúng rồi, chết luôn, tiễn luôn, 5 máu, good, ok.
khỏe 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 rồi, khỏe rồi. Để im đây, để im đi là được. Rồi để cái này lên là đẹp rồi. Để cái này hiệp cuối nữa xong rồi. Bây giờ mình chỉ cần chờ thôi, chó ba nữa đẹp. Hết hiệp 35 nữa coi ra đồ gì. Mặt nạ. Xong. Mọi thứ chấm của mẹ nó dứt luôn. Lên đường. Rồi. Mặt nạ đỏ lấy ép cái nào? Ép cái này luôn, chơi luôn. Cái con này thì đưa cho thị trưởng thôi chứ giờ sao giờ, đúng không? Xoay nè, chó ba. Sao rạc 2, ôi Berserker hơi thừa. Cuối rồi. Cái này cuối rồi. Rồi không chó, lấy trứng ấp chó luôn bạn ơi, không đỡ đắt cái gì giờ này, cút 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 hết. Lấy trứng ấp chó ba luôn. Đơn giản ha. Mình chỉ cần chơi nó không có cái gì mà nâng cao á, mình chỉ cần phải biết lúc nào xoay, lúc nào không xoay, lúc nào cho đồ con nào, đội hình này cho đồ con nào, đội hình kia cho đồ con gì là xong rồi. Đơn giản mà, có gì đâu. Ôi, cần cái gì mà đâu nó cao siêu làm gì bạn á. À, trời ơi, Berserker nó ném thúi cả người. Ok anh em đang xem, nó lại cho mình một like và đăng ký một channel của mình nha. Rồi cảm ơn mọi người, nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tiền.